mọi người, đây là Minh An từ Children Discovery Museum. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực nghiệm với các đồ vật xung quanh nhà để xem nó nổi hay chìm. Thông qua sinh hoạt này thì các em sẽ được khuyến khích quan sát và đưa ra các dự đoán cũng như là củng cố các từ vựng và các khái niệm về nổi và chìm, nặng và nhẹ, nước và không khí. Thì trước khi mà làm thí nghiệm này thì quý vị cũng có thể cùng các em chơi trò đi tìm báu vật, cùng các em đi chung quanh nhà để mà thu thập các vật mà các em thích, các trò chơi mà các em thích để xem thử là nó nổi hay nó chìm. Thì hôm nay An thu thập được là một cái chai đầy nước, hai cái ly, một cái ly giấy và một cái ly sành để uống cà phê, trò chơi một chiếc xe hơi và một cái máy bay, hai trái banh, một trái banh chơi tennis và một trái banh chơi golf, hai cây viết chì, một cây viết chì sáp và một cây viết chì màu, hai cái muỗng, một cái muỗng bằng sắt và một muỗng bằng nhựa, cái dẻ để chùi rửa chén, một miếng giấy bạc. Hoặc là mình cũng có thể, quý vị cũng có thể mở tủ lạnh hoặc ra vườn hái những cái trái cây, hoặc là lấy những cái trái cây ra thử nghiệm cũng rất là hay. Chẳng hạn như ăn có là cam hay là táo, dâu tây strawberry hay là trái cherry, ăn hái trái cà chua cũng như cái trà chua bé tí ở ngoài vườn, hái từ ngoài vườn vào. Và dĩ nhiên là chúng ta cần một cái chậu lớn hoặc là một cái thùng nhựa lớn để mà đựng nước, để mà thử nghiệm. Bây giờ các con ơi, chúng ta cùng nhau xem thử nha, quan sát và đoán thử nha. Đầu tiên hết là bây giờ cô sẽ thử hai cái ly. Cái ly này là bằng giấy và cái ly này là bằng sành. Cái ly giấy thì nó nhẹ, cái ly sành thì nó nặng. Bây giờ con thử, con nghĩ thử là ly giấy nó sẽ nổi hay chìm. Nó nhẹ thì nó sẽ nổi hay chìm. Đó, thử xem nha. Cô bỏ vào nè, nhìn nè. Nổi. Là ly giấy nó nhẹ hơn nước, cho nên nó nổi. Như vậy thì cái ly sành nó nặng hơn, thì nó sẽ... Để xem. Chìm, đúng không? Bây giờ hai cây viết chì. Cây này là cây viết chì sáp, bằng sáp. Và cây này viết chì tô màu, nó bằng gỗ. Bây giờ con nghĩ là cây nào sẽ nổi, cây sáp hay là chì màu? Giờ quan sát và nhìn thử nha. Cái chì sáp nó chìm ở dưới đáy của cái tô, ở cái chậu này. Như vậy thì con nghĩ là cái này nó sẽ nổi, đúng không? Vì nó bằng gỗ. Đúng rồi, cái viết chì màu này nó nhẹ hơn nước cho nên nó nổi. Cô lấy cái này ra để cho con dễ quan sát nha. Bây giờ chúng ta thử nghiệm với hai trái banh. Đây là trái banh tennis và đây là trái banh chơi golf. Thì trái banh này, banh tennis này lớn hơn trái banh chơi golf, đúng không? Vậy thì mình nghĩ là cái lớn hơn thì nó sẽ chìm, vì nó lớn, nó bự, nó sẽ chìm, đúng không? Đó, thử. Bây giờ mình thử nha. Trái banh tennis nó nổi. Như vậy để xem thử cái này nổi hay chìm. Trái banh golf nó chìm. Như vậy trái banh golf nó nặng hơn nước cho nên nó chìm. Còn trái banh tennis nó nhẹ hơn nước cho nên nó nổi. Vậy bây giờ hai cái muỗng này tương tự như nhau, kích thước tương tự như nhau, một cái làm bằng nhựa và một cái làm bằng sắt, thì cái nhựa nó nhẹ hơn và cái sắt thì nó nặng hơn. Như vậy thì cái nào nặng hơn thì nó sẽ chìm. Để xem mình đúng đoán đúng không nha. Đúng rồi, cái sắt nó nặng hơn nước cho nên nó chìm. Như vậy thì cái muỗng nhựa này sẽ nổi, vì cái muỗng nhựa này nó nhẹ hơn nước. Bây giờ hai cái vật đồ chơi này, cái này là chiếc xe hơi làm bằng sắt và cái này cũng là chiếc máy bay làm bằng nhựa. Và dĩ nhiên là cái bằng nhựa thì nó sẽ
cái muỗng này sao nhiên nó lại chìm nè. Đây cô để đây, tại cô để kiểu kia. Ơ, cái muỗng nhựa này nó cũng chìm luôn. Cái này, giờ mình thử cái này. Cái này là cái tàu bay bằng nhựa và cái này cái xe hơi bằng sắt. Để xem thử cái bằng nhựa này chìm hay nổi nha. Như vậy là cô đoán sai rồi, cô tưởng cái muỗng nhựa nó sẽ nổi. Như vậy không đúng. Đây. Ừ, cái tàu bay bằng nhựa này nó nổi vì nó nhẹ hơn nước. Như vậy thì cái này là bằng sắt, nó phải nặng hơn thì nó sẽ chìm. Đúng rồi, cái tàu, cái xe nó chìm ở xuống dưới nước vì nó nặng hơn nước. Bây giờ cái miếng chùi xà bông, miếng chùi rửa chén này, con nghĩ nó nổi hay chìm? Cái này nó nhẹ lắm. Để xem nha. Nổi, tức là nó nhẹ hơn nước. Rồi bây giờ để cô lấy thử ra mấy cái đồ này để con có dễ quan sát hơn nha. Bây giờ mình thử với trái cây. Trái cây đây. Bây giờ cô có nè, cô có trái cam và trái cherry. Trái cam này nó bự nè, trái cherry nó nhỏ, thì con nghĩ trái nào nổi, trái nào chìm? Thường thường mình hay nghĩ là cái bự thì nó sẽ nổi, nó sẽ chìm và cái nhỏ nó sẽ nổi, đúng không? Bây giờ mình thử thứ nha. Cái này cái cherry nó nhỏ hơn trái cam, mình đổi thử. Ừ, cherry nó nhỏ nhưng mà nó nặng hơn nước cho nên nó chìm. Còn trái cam này nha. Ừ, trái cam này nó nổi vì nó nhẹ hơn nước. Bây giờ mình thử trái táo với lại trái cherry. Trái táo bự, nó nổi hay chìm? Thử nha. Nổi, táo nổi. Vậy cái trái cherry này nó nhỏ, con nghĩ nó sẽ chìm giống như với trái cà chua này nó nhỏ, con nghĩ nó sẽ chìm giống trái cherry không? Chắc vậy ha. Để thử nha. Đúng rồi, trái cà chua này nó nặng hơn nước cho nên nó chìm. Vậy trái dâu tây này như thế nào? Để mình xem thử. Cô không biết, thường thường thì dâu tây này nó sẽ nổi. À, nó nổi, dâu tây nó nổi. Bây giờ cô thử một cái vật thí nghiệm với cái trái với cái này. Để cô lấy ra để cho con dễ thấy ha. Đây. Chai nước này cô để đầy nước, nó rất là nặng. Thì chắc chắn là trong chai trước này đầy nước, nó nặng cho nên nó sẽ chìm mà không chìm lắm ha, hơi chìm. Bây giờ nếu như mà cô đổ lấy hết nước ra, trong này cô chỉ toàn là không khí. Không khí thì nó nhẹ, có nghĩa nó nổi hay chìm? Nổi. Đúng, để thử xem thử cái dự đoán mình đúng không nha. Đúng rồi, không khí. Chai nước này có không khí không? Thì nó nhẹ cho nên nó sẽ nổi. Bây giờ các con quan sát nha. Cô sẽ giả bộ như miếng giấy bạc này là cái thuyền của mình nha. Giờ mình để trên đây, cái thuyền mình nổi trên mặt nước đúng không? Bây giờ cô sẽ bỏ thử vài cục gôm. Bây giờ con thử, nếu mà cô bỏ cục gôm này một mình nó thì con sẽ thấy nè, nó chìm đúng không? Này, tại vì cục gôm nó nặng hơn nước, nó chìm. Nó chìm. Giờ cô lấy ra nha. Bây giờ đây là cái giấy bạc, giả bộ như là cái thuyền. Giờ mình sẽ bỏ cục gôm lên trên cái giấy bạc này. Con nghĩ cục gôm này nó sẽ làm cái giấy bạc chìm hay là nổi? Cục gôm này sẽ nổi hay chìm? Mình đổ xuống, bỏ thử nha. Hồi nãy mình bỏ mình thấy nó chìm một mình, nó thấy nó chìm đúng không? Đây nè, cô bỏ thấy nó chìm. Giờ cô bỏ như đây. À, nó nổi lên trên giấy bạc. Đúng không? Yeah. Giờ nếu cô bỏ thêm đồ nữa nặng lên trên cái chiếc xe này thì cô thấy như thế nào? Cái giấy bạc này sẽ nổi hay chìm? Nó sẽ từ từ nó chìm vì chiếc xe nó nặng, nó làm cho nước tràn vào cái thuyền mình, làm cho thuyền mình bị chìm. Bây giờ các con thấy nếu mà tờ giấy bạc này một mình là nổi đúng không? Bây giờ cô đố các con và quý vị phụ huynh, nếu như mà mình vo cái tờ giấy bạc này thật chặt, vo tròn là thật chặt, giống như là một cái hộp, một cái trái banh nho nhỏ như vậy,
thì nó nổi hay chìm? Hãy tìm ra, hãy tìm đáp án và trả lời cho An ở trên cái comment ở dưới cái Facebook nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cái thí nghiệm về nổi và chìm này. À, quý vị hãy thử với các em ở nhà cái trò chơi này, nó rất là vui và có tính cách giáo dục rất là nhiều. Nếu quý vị có muốn chúng tôi thực hiện những cái thí nghiệm khoa học nào khác thì hãy cho đóng góp ý kiến ở trên trang Facebook của chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ sáu tuần sau lúc 10 giờ sáng. Xin chào, tạm biệt. Bye. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên Virtual Purple Museum của chúng tôi. Nếu quý vị đang thưởng thức các chương trình này, xin vui lòng xem xét đến việc đóng góp để hỗ trợ cho những nỗ lực của chúng tôi. Chương trình phát sóng vào mùa hè của chúng tôi là vào mỗi thứ tư và thứ sáu trên Facebook và YouTube. Để được cập nhật thông tin, xin ghi tên vào danh sách email của chúng tôi. Truy cập www.cdm.org và ghi tên ngay hôm nay.